Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn bí quyết để làm món sấu ngâm đường. Làm sao để quả sấu vẫn giữ được độ giòn, ngon và phần nước sấu không bị lên men, nổi váng. Và chúng ta có thể để cái phần sấu ngâm đường này dùng trong cả năm. Nguyên liệu để làm món sấu ngâm đường thì gồm có 1 kg sấu, 50g gừng tươi. Gừng thì các bạn có thể tăng giảm tùy theo sở thích. 1 thìa canh muối trắng, 800g đến 1 kg đường cát trắng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một chậu nước sạch. Mình cạo vỏ sấu. Sấu các bạn nên cạo, không nên gọt nhé. Nếu các bạn mua được sấu họ bán mà họ có cái máy cạo vỏ sấu luôn ấy thì nó rất là tiện, mình đỡ được cái công đoạn cạo vỏ như thế này. Sau khi cạo vỏ sấu xong thì mình sẽ cho quả sấu này vào trong chậu nước mình đã chuẩn bị để cho phần sấu nó không bị thâm đen các bạn ạ. Mình sẽ chuẩn bị một chậu nước khác, cho vào trong chậu nước 1 thìa canh muối mà mình đã chuẩn bị sẵn này. Và mình khuấy cho muối tan ra. Tiếp đến thì các bạn là vừa sấu ra thành các cái phần như thế này. Các bạn cứa thành 4 hoặc thành 6 đều được nhé. Hoặc là các bạn có thể gọt quanh quả sấu như thế này cũng được. Nhưng mà sấu này mình để mình dùng lâu ấy, nên là mình sẽ chỉ cứa sấu thành 4 phần hoặc thành 6 thôi. Và mình cho sấu ngâm vào chậu nước muối pha loãng mình đã chuẩn bị sẵn. Và mình sẽ ngâm sấu trong ống nước muối pha loãng trong khoảng từ 30 đến 1 tiếng. Sấu sau khi đã ngâm với nước muối pha loãng khoảng chừng 30 phút thì bây giờ mình sẽ vớt sấu ra và chuyển qua nước sôi. Mình đã chuẩn bị ở đây một nồi nước và đun sôi. Sau đó mình cho sấu vào. Các bạn chờ khoảng 30 giây đến 1 phút thôi nhé. Sấu của mình như thế này là được. Bây giờ mình sẽ vớt sấu ra cho vào tô nước để cho sấu nguội. Ngâm tầm 5-10 phút cho sấu nguội. Sau đấy mình sẽ vớt sấu ra rồi và để cho sấu ráo nước. Các bạn thấy sấu nó đã chuyển sang cái màu hơi vàng vàng. Sấu sau khi đã để ráo nước thì bây giờ mình sẽ ướp sấu với đường. Mình sẽ cho sấu vào trong một cái tô to. Cứ
đường. Mình sẽ ướp sấu với đường trong vòng 1 ngày để cho phần đường tan hết ra. Và đây là sấu mình ngâm đường 1 ngày. Các bạn thấy cái quả sấu nó đã teo lại này. Phần đường và sấu đã ra nước. Bây giờ mình sẽ múc sấu này cho vào trong lọ. Múc phần các quả sấu thôi các bạn nhé. Phần đường thì mình sẽ để lại. Các bạn lưu ý đối với cái món sấu này thì các cái lọ đựng sấu này, các cái muôi múc như thế này cũng phải thật là sạch, không được dính nước. Thì khi mình ngâm sấu thì sấu mới không bị lên men và nổi váng. Các bạn thấy cái phần nước đường của mình khi nó tan ra nó rất là trong, không hề nổi bọt nổi váng. Cái phần quả sấu này thì mình sẽ để sang một bên. Đối với cái phần nước đường này, các bạn có thể thấy đường cũng chưa tan hết này. Bây giờ mình sẽ cho tất cả cái phần nước và phần đường này vào trong nồi để mình đun sôi nhé. Đối với phần gừng thì mình sẽ cạo vỏ, sau đấy mình thái ra thành các cái miếng mỏng. Mình sẽ cho gừng vào để đun cùng với nồi nước đường. Các bạn đun cho nồi nước đường sôi lên, đường tan hoàn toàn ra là được. Khi nồi nước đường đã sôi thì các bạn đun sôi thêm khoảng chừng 2 phút nữa. Sau đấy tắt bếp và để cho nước đường thật là nguội. Các bạn nhớ hớt bỏ bọt nếu có nhé. Khi phần nước đường đã nguội hoàn toàn thì mình sẽ múc cả nước đường và gừng vào trong lọ. Ngâm một ngày các bạn thấy cái phần nước đường nó cũng đã chuyển sang cái màu hơi vàng vàng. Cho hết nước đường vào thì mình sẽ để nắp lại và mình để ngâm sấu trong khoảng chừng 2 tuần là đã có thể dùng được rồi nhé. Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với cách làm món sấu ngâm đường này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.